Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Ninh Dương Story. Thì hôm nay bọn mình sẽ quyết định bóc quà tặng của mọi người tặng cho mình nhân dịp khi mà mình đến tham gia chương trình của Yêu Môn. Thì clip xin tắt được, bắt đầu. Mọi người đợi một chút nhé, bây giờ mình sẽ đi lấy quà. Ta-da! Em ơi, ngồi vào đây em ơi. Hello. Cho cái này nó cao lên một chút. Oh no. Chắc em phải ngồi xuống đây đi thì nó mới vào được hết cả khung hình của cái máy kia. Thì xin chào các bạn ở trên kênh Giò Tò Be. Thì nếu mà một khoảnh khắc nào đó mà các bạn nhìn thấy mắt của hai đứa hơi lác một tí, kiểu lúc nhìn xuống dưới, lúc nhìn lên trên, thì thật sự là mình đang quay hai thiết bị cùng một lúc, nên là cũng như là tự nhiên thấy một mắt trợn. Sao anh, không để nó ở đằng sau? Đằng sau như nào? Tức là ngay đằng sau của cái điện thoại ấy. Ngay đằng sau. Đúng. Xong có thể là cái điện thoại nó dựa vào cái máy quay luôn. Ừ ha. Cũng hợp lý đấy. Để thử nhá. Như này. Đúng như này. Thì nó không bị lệch quá nhiều. Ok, thì vừa có bạn tặng mình ở trên TikTok một nụ hôn thì mình nghiêng đầu thôi. Đây thì chúng ta sẽ quay sang em một chút. Những bức thư tình được viết bằng tay, giấu trong ngăn bàn. Thì đây là hai bức thư, có lẽ là đây là hai bạn. Hai bạn để mà tiết kiệm phong bao lì xì thì sẽ là viết hai tờ nhưng mà sẽ gộp lại thành một. Đây có phải là cái mà khi mà các bạn đưa em mở ra không? Không phải. Có một cái tí nữa để anh tìm. Có nên đọc không nhỉ? Có đọc không? Có nên đọc không? Phong hữu ước vạn bất ngờ, tuế tuế niên niên bất tưởng phụ. Gió có hẹn, hoa chẳng lỡ, năm qua tháng lại chẳng phụ nhau. 07/02/2014. Eo ơi, mọi người ơi, cái ngày 07/02/2014 này không phải đâu. Bị nhầm lịch rồi, không phải là cái ngày thành lập công ty đâu. Một cái ngày vu vơ nào đấy thôi. nhưng mà vì sao hôm đấy bạn đặt cái không ngày biết, đấy? Tức là không biết, tức là cái... Vì là... sao? Anh cần nghe giải thích ngày hôm nay trước tất cả mọi người. Cái điều đấy là anh cũng muốn rất là đắn đo từ trước đến giờ rồi. Thật á? Ngay lúc đấy anh lại không để ý. Sao? Sao? Em nói đi. Nói gì? Là vì sao cái ngày đấy? Không biết. Được rồi, để mình xử lý sau nha. Hy vọng rằng chút tâm tình nhỏ bé này sẽ được gửi tới tay của hai anh. Em mới theo dõi chú và anh Âm 1-2 tháng trở lại đây thôi, nhưng mà em cảm thấy rất là may mắn khi được biết tới hai anh. Nhìn hai người hạnh phúc mà em cũng hạnh phúc theo. Ngày nào cũng ngồi hóng like của hai anh như hóng mẹ đi chợ về luôn. Ok nhá, ví dụ ok này. Khi chứng kiến tình đồng nghiệp của hai anh dành cho nhau, em đã thêm niềm... Sao ấy? Em đã thêm niềm tin rằng sẽ có người đến chở che và yêu thương em, và em cũng sẽ được hạnh phúc như vậy. Chính xác luôn. Em thật lòng ngưỡng mộ tình cảm của hai anh dành cho nhau suốt 10 năm. Ngưỡng mộ chú Ninh có thể tiếp tục sống vui vẻ, lạc quan và lan tỏa niềm vui tới mọi người. Tiếp tục sống vui vẻ. À ok. Sắp tới là kỷ niệm 10 năm thành lập công ty rồi. Chúc công ty ngày càng phát triển và bền vững nhé. Mong hai người biết rằng ngoài kia ở đâu đó có em và rất nhiều người bạn nữa đều ngưỡng mộ và chúc phúc cho tình cảm của hai anh. Núi cao sông dài, hai anh hãy cứ bình an mà sống, hạnh phúc để đón nhận. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Quá là hay luôn. Cảm ơn bạn nha. Đây là một người
Em ơi, ba bạn viết cùng một cái phong bì. À không phải. Đây là chép phạt. Anh âm đẹp trai, anh Ninh đẹp trai. Ai bắt ai bị phạt gì mà lại bị chép phạt như này? Nhìn đi. Mọi người hãy nhìn đi. Chép phạt thật sự luôn. Chào hai anh. Hôm ở Bu em vô tình nhặt à. Đây là của cái bạn mà nhặt được cái bánh chưng. Với lại đây này, ở hôm ở Bu em nhặt được Điện thoại mà. không điện thoại và bánh chưng. Thì đúng rồi, ý là bạn nhét ké vào. Sorry nha, sorry nha. Đây là một bức thư, một phong bì thôi. Còn lại thì hôm đấy thì bọn mình quá bộn bề công việc nên là đã để quên mất chiếc bánh chưng, và cũng như là không hiểu vì sao trong cái khoảng khắc khi mình đến thì mình bị hơi bị ngợp, nên là kiểu dạng mình đưa điện thoại cho một cái bạn nào đó mà mình không hề biết. Kiểu bị ngơ ấy. Kiểu mình rõ ràng mình vẫn còn đang giơ mã QR để cho mọi người scan cái lời cảm ơn ấy, xong quay đi quay lại, chưa rồi, điện thoại đâu ấy. Ui. Thế mình bảo bạn trợ lý lại, em ơi, anh mất điện thoại rồi. Thế là may mắn một lúc sau thì bạn ấy cũng tìm được. Hôm ở Bu, em vô tình nhặt được điện thoại của anh Ninh và túi bánh chưng quà của bạn tặng hai anh. Em chỉ kịp gửi lại điện thoại nên bây giờ em gửi lại túi bánh chưng kèm thư tay của bạn ấy. Hy vọng rằng sẽ không làm phiền tới hai anh vì bên trong có thư tay của các bạn nên em không thể giữ được. Bản thân là một người yêu thích ngành sự kiện, em cảm thấy rất vui khi được gặp hai anh. Hy vọng một ngày được có cơ hội làm việc chung với anh Ninh và anh Âm. Em có chuẩn bị một món quà năm mới gửi hai anh để trang trí quà Tết. Mong anh Âm và anh Ninh sẽ thích món quà này. Món quà nào? Ủa, dơ từ nãy giờ rồi mà. À, thì nếu mà mọi người có xem livestream hôm trước thì mình có hai cái tấm này để mình dán. Mình sẽ dán cái này ở nhà này, dán ở cửa nhé. Không có cửa. Không 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 được, dán ở cửa. À, bên trong ấy. Đây này. Nhưng mà từ 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 từ, tình cảm này thì anh nhận. Cảm ơn bạn nhá, cảm ơn các bạn đã tặng quà, nhưng mà lần sau mình hãy nên chọn một địa điểm in nó uy tín hơn. Thật sự là trông như hai con mẹ vàng da luôn. Có nghĩa là có trên cam này thì nó hơi cà đi một tí rồi. Thì như mọi người biết ở cái livestream trước thì dì của mình có bảo anh Âm là trông cháu như bao công. Nhưng mà đây nhìn đi, vàng da chưa. Thật sự, nhưng mà thôi, dù sao vẫn cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhưng mà được cái là bạn này in đúng nhá. Ừ, đúng Bạn rồi, bạn bạn này tức là được. hai chiều. Đúng rồi. Hôm trước thì là bạn ấy in một chiều, đây là in hai chiều này. Mỗi tội là vàng da, nhưng mà không sao. Vàng da có thể chữa. Nào. Và tiếp theo này. Này đi. Thừa cái gì? Thiên thừa vận nhỉ? Cái gì kêu đấy? Ui, chết rồi. Em ơi. À, đây là cái tranh mà các bạn. Ủa, thế cái tranh của mình đâu? À đúng rồi. Thế cái tranh của mình đâu? Bu, tranh của chúng tôi đâu? 1 triệu follow của chúng tôi đâu? Đây. Các bạn ấy lại vẽ này và bạn ghi là âm mưu nhỉ? Đây là con gì? Từ 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 để anh phân tích từng cái một. À. Từ 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 đợi tí, đợi đợi một chút. Đầu tiên, nào. Đây là chữ gì nè mọi người? Đây là chữ gì nè? Em biết đây chữ gì không? Phúc à? Chữ phúc là một chữ ok đấy. Phúc trong từ hạnh phúc, Không, em không biết hay đây là trong chữ từ phúc. trà sữa phúc long. Có lẽ là phúc long đấy. Nhưng mà thôi, dù sao mà đây là một chữ phúc, là một cái mà từ nó bao hàm rất là nhiều ý nghĩa tốt. Tại vì một từ để mà hình thành được một từ phúc, nó sẽ phải nó là gộp của rất nhiều những cái từ, những cái may mắn hoặc những cái mà gọi là đạt được thì mới đạt được chữ phúc. Cảm ơn nha, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì đến bức tranh thứ hai, Tết 2024. Nào Dương, định nói gì Dương? Hả? Tôi mới bảo đây là cái gì?
Đây là con gì? Con rồng. Con này con rồng, tưởng con ếch cơ. Có chắc là con Em rồng chưa? đoán thế. Em không ai tư được con rồng mà. Mạng lắc quá kìa. Mạng bị lag hả mọi người? Mọi người có bị lag không? Mọi người có bị lag không? Ai lag thì thử ra vào lại xem nhé. Lag á. Dương anh ngồi xuống đây đi. Ra kiểm tra cái đồ kết quả. Hết lag chưa? Hết chưa? Hết lag chưa? Ok nhá. Ok chưa? Hết lag chưa nào? Rồi ok. Thì đây là con gì nào? Ok thì chúng ta sẽ gọi gọi tạm con đây là con rồng nhá. Ừ, chắc chắn đấy là con rồng luôn đấy. Vì sao? Phân tích này. Em hãy cho những đặc điểm nhận dạng của hình con này khác với con ếch ở chỗ nào. Con ếch nó không có bụng màu vàng như kia, Ủa, rất nhiều con ếch có các bụng khác nhau, ý là kiểu màu sắc này. nhưng mà nó không có phần bụng màu vàng, kiểu ý là màu nó khác. Ừ, rồi ok. Thì có coi như đây là con rồng. Cảm ơn bức vẽ của bạn, nhưng mà bạn lại không ký tên. Làm món quà tiếp theo nào, em đưa ra cho anh nhé. Đây là một món quà. Em là hình con gì ấy? Em là con cá vàng. Để em đeo con này đi, anh đeo con cá vàng. Nào, chúng ta sẽ tạm kiểu dán với cái này đi. Đấy, đeo lên. Đây là một con cá rán kiểu bị ăn mất cái bụng ấy. Nào, đặt đừng ngồi, ngồi lút xuống đây. Anh nghĩ em ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây thì nó sẽ vừa đẹp ấy hơn đấy. Nào con. Anh nhìn mặt bị hơi tối nhỉ. Em có nghĩ nên lấy cây live stream ra đây Đây này, sát mặt vào sáng hơn này. không? Ừ. Này các bạn phải sát quá đấy, ngồi lui ra. Có khoảng cách một tí đi. Nghĩ là mình sẽ... Cái live stream đi. Không, không, không. Thôi anh cứ ngồi nó đi, em sẽ xử lý nhé. Ok. Tiện lấy cốc nước nhé. Nhưng mà thôi, mình muốn khi mà mình bóc quà thì mình cũng muốn xem cảm có nhà món những cái món quà này là bọn mình chưa chưa bóc. Chưa mở ra. Nên là bọn mình cũng muốn ngồi xem, ý là xem phản ứng cùng nhau xem phản ứng của anh Âm và mình sẽ như thế nào. Hello các bạn ở trên YouTube. Các bạn có vẫn đang xem không? Em tối hơn đấy. Hả? Ý là sao định đánh sáng ấy. Tấm mắt sáng. Không ạ, tự nhiên mặt anh tối sầm vào ấy. Nhưng mà cái kênh livestream đâu ở Dương? Cảm ơn Phương Trinh nhá. Mọi người đợi tí, mình sẽ tổ kỹ thuật sẽ làm việc một chút. Anh nghĩ là được ở trên cao nhìn xuống nó sẽ đỡ bị ấy hơn ấy. Nhưng tại vì mấy hôm trước mình livestream có bị làm sao đâu. Nhưng mà như này thì như nào nhỉ? Đây à? Để nhỉ. Rồi là cao hơn dữ chưa? Chắc là cũng đỡ rồi đấy. Nào. The next gift, please. Rồi, bỏ ra đã. Bây giờ em đọc đi. Em đọc đi, ngồi xuống đấy, không thì em mất mất đầu này. Ngồi chịu chặt.
áo hơi to. Bỏ áo ra tí. Không lạnh. Em ơi, khung hình, để ý khung hình một tí. Một chiếc thiệp vô cùng là Tết luôn đấy. Một chiếc thiệp Tết. Nào, đọc đi. Wow. Đọc lên, đọc lên. Xin chào. Đọc to lên một tí, nó thu được vào đây. Hello hai chủ tịch của công ty, xin tự giới thiệu. Với hai anh em cũng tên là Dương và cũng là một bạn fan ruột của công ty nhà mình đây. À đâu? Đã từng lọt top tặng quà trên live hai anh. Thật tâm em cảm thấy biết ơn vì định mệnh đã đưa em đến với hai anh nhờ có những chiếc video, chiếc live mỗi ngày với thật nhiều năng lượng tích cực mà bản thân em cảm thấy mình được chữa lành thật nhiều. Vì em cũng đã phải chịu đựng khá nhiều tổn thương suốt năm 2023 vừa rồi. Đầu xuân năm mới sắp tới, cháu chúc công ty nhà mình luôn phát triển thật vững mạnh. Chúc hai chủ tịch luôn mạnh khỏe, luôn may mắn và luôn hạnh phúc bên nhau dài lâu. Mãi yêu công ty Ninh Dương nhà mình. Cháu Dương Đỗ, mãi yêu Ninh Dương ạ. Cảm ơn Dương Đỗ rất là nhiều nha. Thì hy vọng cháu sẽ luôn giữ vững được cái top 2 donate của chú nhé. Bào. Ok, những bức thư nào. Một bức thư Tết. Một bức thư Tết nhá, một bức thư 3D nhá. Một bức thư vô cùng đẹp. Ok, em đọc đi. Kính gửi quý công ty, kính chúc ban lãnh đạo công ty một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Năm qua, nhờ sự lãnh đạo xuất sắc của ban lãnh đạo, chúng ta đã đạt được những thành tựu vô cùng ấn tượng. Điều này là kết quả của tinh thần làm việc đồng đội, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ nhân sự. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ và động viên của ban lãnh đạo, giúp tôi có được những niềm vui nhỏ từ cuộc sống bộn bề. Mong rằng trong năm mới, chúng ta sẽ có một chương mới đầy hứa hẹn, cùng nhau tiếp tục hành trình xây dựng công ty trở nên vững mạnh hơn. Mong rằng ban lãnh đạo sẽ tiếp tục là người động viên, là đầu tàu của chúng ta, đưa chúng ta những đỉnh cao mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Chúc mừng năm mới, trân trọng. Bạn này có tên là A Còng Lim 318, lao công của công ty. Thật sự là sau khi đọc Dương đọc cái này xong ấy, thì mình cảm giác mình đang một buổi sinh hoạt đảng, một buổi tổng kết cuối năm của một doanh nghiệp công ty thật sự, kiểu lên báo cáo rồi cũng như là họp, là kiểu đi họp tổ dân khu phố của nhưng mà thôi thì... ngôn không phải ngôn từ và gọi chung là dùng các từ rất là đúng với lại quy chuẩn của công ty luôn. Cảm ơn bạn Lim nha, là lao công của công ty. Ok, một cô lao công chan gái thôi, cô lao công đi, một cô lao công rất là tận tâm với công ty đấy nhá. Và công ty của mình á khó lắm, rất là gắt luôn. Công ty cuối đến các cụ đến gọi là lao công cũng phải lên báo cáo với lại chủ tịch luôn, gặp trực tiếp các chủ tịch. Thank you. Chết nhầm. Thank you. Đây này, ví dụ như em dơ nhà này các bạn cũng nhìn được rồi này. Tại vì mình còn phải quay ở bên dưới đấy mà. Đây dơ nhà này. From Bunny, tôi chú Ninh và anh Ngân. Bunny là gì nhỉ? Một chú thỏ đúng không? Gửi tới nam thần bóng rổ đẹp trai nhất thế giới, chú Ninh và đội trưởng đội văn nghệ Cute số 1 vũ trụ anh Âm. Vậy là cuối cùng cũng được gặp hai anh ngoài đời thực rồi. Thực sự em đã mong chờ tới ngày này rất lâu. Có khi còn nghĩ sẽ không có cơ hội được gặp hai người nữa. Nhưng không biết đời sâu đẩy thế nào mà vô cùng có duyên để gửi chiếc thiệp này tới tay hai người tuyệt vời nhất thế giới. Sao bạn biết là bạn gửi được thiệp nhỉ? Ý là người ta đã biết rồi và khi mình đọc cái này là mình đã nhận được rồi. Còn nếu mình không nhận được thì coi như hủy, xé nháp. Đấy là như vậy. Nhưng không biết đời sâu đẩy thế nào mà vô cùng có duyên để gửi chiếc thiệp này tới tay hai người tuyệt vời nhất thế giới. Sự xuất hiện của chú và anh Âm chính là điều vô cùng đặc biệt trên thế gian, bởi hai người đã tiếp thêm rất nhiều động lực, niềm tin, sự tích cực cho hai cháu cũng như rất nhiều bạn fan ngoài kia. Ở công ty cháu vô cùng hãnh diện vì được khoác trên mình cái tên công ty Ninh Dương Entertainment. Các bạn in áo đồng phục tôi đấy. Công ty như có chất gây nghiện vậy đó. Mỗi lần xem video hay nhìn ảnh hai người là cứ tủm tỉm cười không ngớt được.
Bên cạnh đó, cháu cũng rất ngưỡng mộ tình đồng nghiệp của hai người dành cho nhau. Đó là thứ không cần nói ra nhưng từ hành động đến ánh mắt đều thể hiện tình cảm đôi bên. Cùng cũng lâu rồi cháu mới thấy tình yêu đẹp đến vậy. Chữ hơi xấu. Nó sưởi ấm trái tim cháu rất nhiều, thực sự rất biết ơn và cảm ơn hai nam thần vì đã luôn cố gắng vì nhau cũng như vì những người fan hâm mộ. Chú Ninh và anh Âm cứ tiếp tục tiến về phía trước nhé. Mọi người sẽ luôn ở bên ủng hộ hai người hết mức có thể. Yêu nhiều lắm ạ. Ninh Dương Story phải luôn hạnh phúc nhé. Cháu đợi trước đám cưới thế kỷ của hai nam thần. From Bunny, with love. Đám cưới gì có nên vỗ tay không nhỉ? Vỗ tay vỗ nhỉ. Thì thôi, nói chung là cảm ơn Bunny các tâm tình của cháu rất nhiều, nhưng mà cái cưới xin này thì thật sự là hình như là bị nhầm, gửi nhầm hay sao, hay là các kiểu các KOL của kiểu KOL kiểu ca trước ấy. Có lẽ vậy. Ok, để đọc nhá. Đây là của một bạn, một tím mộng mơ nha, tím điện tìm sim nha. Grab pass on the tree, nho ở trên cây, đúng không? Rồi thế. Hóng clip của hai người lắm nha. Eo ơi, cái chữ người này này, bạn ấy viết thêm chữ H. Eo cho mọi người xem. Nếu mà mọi người hãy chụp ảnh lại và đặt lại đi. Đây này có nghĩa là chữ người đúng không? N, G, U, Ơ, Y. Thì bạn ấy lại thêm một chữ H vào xong bạn sửa lại. Ok. Hóng clip của hai người nha. Sorry hai anh. Em viết hơi sai chính tả nhé. Ồ đấy. Biết thế không? Không bóc phốt người ta đã. Người ta đã biết nhận sai bên dưới rồi ấy. Thật sự. Sorry em nha. Sorry Tuyết Anh, from Tuyết Anh to Ninh Dương Entertainment. Gửi chú Ninh Hài Nhạc và anh Âm Yêu ơi, em là Tuyết Anh đến từ Hà Nội. Thực sự em không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của em như thế nào. Em không dám tin là em đang ở rất gần các anh và sắp được gặp các anh. Vô tình biết các anh qua TikTok vào khoảng thời gian cuối những năm 2023, khoảng thời gian khá là nhạy cảm với em. Nhưng khi em xem được những video của công ty thì lại giúp em cảm thấy thư giãn thoải mái. Trời ơi, nó chữa lành kinh khủng luôn á. Khi em đi học về hay gặp chuyện buồn trong gia đình thì luôn có những liều thuốc tinh thần cho em là các anh đó. Các anh giúp em tự tin hơn, lạc quan hơn và luôn nhìn nhận mọi việc tích cực hơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm thấy rất yêu quý và kính trọng hai anh. Mong rằng trong tương lai chú Ninh và anh Âm sẽ luôn bên cạnh nhau, hạnh phúc và sẽ có thêm nhiều các 10 năm nữa. Tuyết Anh. Cảm ơn Tuyết Anh nha. Nào, tiếp nào. Rồi em đọc đi. Một chiếc phong bì màu xanh, màu là rất là hợp mệnh với mình. Không được rồi. Bức thư này sai sai hay sao ạ? Đọc đại đi à? Thì ok. Gửi anh Ninh và Tùng Dương. Yêu nhau từ năm Dương 16 tuổi. Chú Ninh bảo đúng 10 năm sẽ dắt tay cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nắn nót để trở em này trở lên hay trở nên trở nên lên hay lên trở nên nghĩ đúng là lên hay lên trở lên thế nhỉ. trở nên bạn em biết đúng rồi. Trở nên tốt hơn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và sau tất cả chúng ta cùng nhau về chung một nhà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được già cùng nhau. Em chúc anh Ninh và Dương mãi mãi hạnh phúc từ nay về sau luôn nhé, trên con đường trải đầy hoa thôi nhé.
lạc thì nhé, nhưng mà vẫn hay. Chuyện bắt bẻ ấy. Không. Rất hay sai chính tả nhưng mà lại rất thích bắt bắt chính tả. Ồ. Trên fanpage vẫn còn đang sai chính tả chưa sửa được kìa. Ừ. Sai chưa sửa được. Chưa sửa, chưa ngồi sửa nó vừa mãn đó. Thì cảm ơn tất cả các tình cảm của mọi người rất là nhiều. Thì mấy hôm nay mình nhận được cũng khá khá quà của mọi người đấy. Người thì bức thư, người thì cân chẩm mực, rồi người thì hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trong có cái cây rồi. Đây. Đọc đi. Em không dịch được. Em không dịch được á? Em chính là Mai Hương Ly gì đấy. Đâu, cái này là cái gì? Đây là cái phong bì của cái đấy luôn à? Ừ. Em ơi, chữ xấu không dịch được. Cũng có quá xấu đâu. Em chính là Mai Hương Ly mà anh đòi lốc khi bảo mua máy Samsung về nhờ AI. À, tả anh ngâm đây ạ. Tay không có tiền mua máy nhưng em tuy. Ơ, chữ xấu thật nhá. Tuy không có tiền mua máy nhưng em tích cực tham gia chụp ảnh để được quay quà tặng. Chữ gì đây? Tặng hai anh ạ. À. Dù chữ H đâu? Mọi người nhìn đi. Đây. Chữ H của bạn ấy đây. Nhưng mà thôi, vẫn lốc. Em đọc đi, thư giải tán đọc đi. Gửi anh Ninh, anh Dương, chúc mừng năm thứ 10 của công ty mình. Em biết rằng để có ngày hôm nay thì cả hai đã phải trải qua giai đoạn rất khó khăn. Cảm ơn vì đã luôn ở bên nhau. Cảm ơn những năng lượng tích cực mà hai anh đã mang đến. Em hy vọng hai anh hãy nhìn và hướng tới những điều tốt đẹp thôi nhé. Mong rằng công ty sẽ luôn phát triển vững mạnh trong 10, 20, 30, 50, 70 năm tới nhé. À, hy vọng năm 2024 công ty mình sẽ đạt thêm nhiều thành tích cao hơn nữa. 70 năm là 100 tuổi rồi đấy. Cái gì? Đang dịch thư anh Bùi. Chữ cũng xấu. Cái gì? Thư anh Bùi. Đệ vội Ninh anh Bùi. À, bạn tên là Thư anh Bùi. À. Đệ của Ninh anh Bùi. À. Ôi giời ơi. Chữ với chẳng nghĩa. À, em với Thư là bạn của nhau. Cảm ơn hai anh đã. Có thế đây không phải Thư à? không, đây chưa. Chúng em đến gần đây hơn. Và đây, vẫn là bạn Mai Hương Ly. Rồi bạn này, cái bạn vừa nãy. À, cảm ơn Đức Sơn nhá. Vẫn là bạn ý. Bạn chữ xấu ấy. Ơ sao chữ này xấu thế mà chữ này lại cũng không xấu quá. Không, có lẽ là cái này là bạn viết vội đúng không? Ừ. Cha xìn anh Ninh siêu cấp đẹp trai, anh âm siêu cấp. Thế đây là ai? Đây là bạn Thư. Thế đây là ai? Bạn Mai Hương Ly. À. Khi mua được món quà này em hy vọng nó sẽ đến được tận tay anh. Hai anh đang cùng nhau đọc bức thư này của em. Thực sự em không biết nói gì hơn ngoài em rất yêu quý và ủng hộ hai anh. Tại vì em cũng 3 điểm văn như anh Ninh. Chính xác luôn. Cái chữ này thì không bao giờ quá được 3 điểm. Biết mình là ai, biết mình ở đâu là một điều quá là ok luôn. Những gì em muốn nói thì bạn Thư yêu dấu bên trái của em cũng nói hết rồi ạ. Hu. Chỉ mong hai anh luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau để gì? Không. Để cái ngày càng phải mãi hạnh phúc bên nhau. Đây là chữ để. Đúng rồi, để công ty mình à. Ngày càng 2 điểm văn phát triển bền vững nhé ạ. À. Let's be together for long time. My OTP, love to you.
so much from my Hương Ly with love. Ôi méo cả mồm ấy. Là thôi, cảm ơn Hương Ly và Thư rất là nhiều. Nhưng mà kia kính. Nhưng mà có lẽ mình lên nguyện chữ một chút. Em mua cây xương rồng vì nó thể hiện cho sự mạnh mẽ, kiên cường giống như hai anh vậy. Cảm ơn hai anh vì đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn để có ngày hôm nay ạ. Còn cây... Còn cây kia là cây may mắn. Em và Thư hy vọng hai anh sẽ luôn mạnh mẽ. Ê này, có bao giờ hai đứa lại yêu bình nhau không? An và may mắn. Này, hai đứa lại yêu nhau nha. Hay thế. Có khi thế nha. Tại vì chữ xấu giống nhau nhá. Em với Thư là bạn của nhau. Cảm ơn hai anh đã đưa chúng em đến gần nhau hơn và trở thành bạn tốt. Yêu nhau. Hai con mẹ này yêu nhau chắc chắn không, luôn. Không, không, không. Cái này là Mai Hương Ly viết hết từ đầu đến cuối. Trong này là sự mới xấu như thế này từ cái này sang cái này. Chắc chắn luôn. Chữ xấu thật nhưng mà... Chữ xấu đồng đều. Nhưng mà chốt không? Chốt là hai bạn này yêu nhau. Ừ. Chắc chắn luôn. Làm của bác chàng. Đây là cây may mắn đúng không? Ừ. Siêu xinh, siêu cute. Ê này, ôi chết rồi. Để túm đấy rồi nó cây đó. Không, cây nó thế. Đây này, quả nó vẫn ở đấy mà. Thế tí tưới nhá. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Thì chúc gì? Cảm ơn hai em rất là nhiều. Và chúc tình cảm của hai em dành cho nhau sẽ ngày càng khăng khít hơn. Thì chắc là như em bảo là gần nhau hơn thì chắc là cũng mới đúng không? Thì sẽ có cái nhiều cái 10 năm như công ty bọn anh. Nào, một món quà. Nào, flash. Không phải iPhone rồi. Đây đây em cho. Rồi là định thể hiện sự khéo tay dữ chưa? Gói cẩn thận ấy. Ừ. À, kiểu hôm đấy ấy, còn có rất nhiều bạn khác cũng em thấy các bạn cũng mang quà đến nhưng mà các bạn không đưa được cho mình. Ừ. À, hẹn các bạn một dịp nào đấy khác, tại vì là thực ra hôm đấy mình cũng không nghĩ là sẽ có nhiều người và sẽ có nhiều người tặng quà mình ấy. Tại vì mình cũng chỉ nghĩ là mình sẽ đến đấy xong mình quay clip xong mình đi về ấy. Thành ra là hôm đấy mình cũng sẽ chỉ có hai người xong với cả có một bạn trợ lý và một bạn quay phim nữa ấy. Mà mọi người cũng đều có cái công việc của hai bạn ấy, đều có cái nhiệm vụ của hai bạn ấy. Thành ra là cũng hỗ trợ bọn mình là cầm những cái đồ, cầm những cái quà của mọi người ấy. Nhưng mà cũng không thể nào mà cầm hết được, cho nên là sẽ hẹn mọi người ở một cái dịp nào đấy khác. Họ cũng có thể chuyển khoản. Chiều thôi nha. Hoan hỉ nhá, cuối năm rồi. Ê, sang năm mới chưa? À nhầm. Sang chưa. 30 chưa nhỉ? Sang lâu rồi. À thế à? Em đoán là cái gì? Chị cũng chẳng đoán rồi. Nhưng mà sao lại tặng phim? Ý là phim đã chụp chưa? Chắc là... Đây em đọc. Để em đọc đây, đồng thanh đi. Thôi đồng thanh làm gì? Đây giờ cho các bạn xem. Đây là bức thư nha. Anh Ninh, anh Dương thân mến. Với em không quan trọng anh làm gì để kiếm sống. Em muốn biết anh khao khát điều gì và liệu anh có dám mơ ước được đáp ứng niềm khao khát của trái tim mình hay không? Với em không quan trọng anh bao nhiêu tuổi. Em muốn biết liệu anh có mạo hiểm không, như một kẻ ngốc vì tình yêu, vì ước mơ của mình, vì cuộc sống phiêu lưu để được sống hay không. Với em không quan trọng chòm sao nào đang nằm vuông góc với mặt trăng của anh. Em muốn biết liệu anh đã chạm vào bên trong nỗi buồn của chính mình hay chưa. Liệu anh đã mở lòng trước sự phản bội của cuộc sống hay đã trở nên thu mình, khép kín với nỗi sợ phải chịu thêm đau đớn.
Đó là những câu thơ từ bài The Invitation, lời mời bởi Lời bài Aria lời thơ Martin ạ, bảo Grimmer. sao? Những câu thơ này gợi nhớ em đến hai anh cùng với tình cảm của hai người, tuy không gặp quá nhiều sự ngăn cản sóng gió nhưng đã có rất nhiều nốt trầm bổng khó khăn, thậm chí một trong hai người đã trải qua một trải nghiệm tận cái chết và cả hai đã cùng nhau vượt qua những thử thách mà cuộc sống dành tặng qua những gì mà em đã được nghe kể. Bằng tất cả tình cảm, em muốn gửi lời cảm ơn tới hai anh Ninh và anh Dương vì đã dũng cảm công khai mối quan hệ, một điều thật sự không dễ dàng gì đối với hai anh. Em cảm ơn hai anh đã chia sẻ những câu chuyện, phản ứng của gia đình, những phản ứng tích cực, những cái kết có hậu khi gia đình hai anh đã đồng ý, thật sự cho em rất nhiều động lực khi em cũng mang trong mình chiếc gen X-Men, Wow, dân động X-Men nha. lực để ra ngoài, động lực để thành lập công ty và những niềm tin chắc chắn về một cái kết có hậu như hai anh trong bối cảnh khá lu mờ về một tương lai kết hôn được hợp pháp hóa. Câu chuyện của anh Ninh và anh Dương chắc hẳn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người như em, một canon event đúng nghĩa đích thực. Em xin chúc quý công ty tiếp tục đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Em có một niềm tin khá lớn về một cộng đồng fan của Ninh Dương Story sẽ lớn mạnh, yêu thương hai anh. Chúng ta sẽ có một cái Tết 2024 thật an khang. Thân mến, Lâm Bưu. Lâm gì? Lâm Bưu. Ok. Ủa, bức thư của bạn là Ờ, trong... bạn ấy không nhắc gì đến cuộn phim cả. Ừ đúng rồi. Nhưng mà em nhìn thấy là đã chụp chưa? Không biết được đúng không? Ồ, oh no, Chưa chụp. chưa chụp. Là như nào nhỉ? Là không, đừng lôi ra tại ánh sáng Thế nó. rồi anh không lôi. Ừ. Nhưng vì sao bạn lại đưa cho mình một Để chụp thôi. máy phim ở đâu? Em có cái phim rồi. Anh biết là em có máy phim rồi nhưng mà cái quan trọng là vì sao bạn lại tặng, bạn có chắc chắn là mình biết mình có máy phim hay không? Em có cái Insta chụp ảnh phim mà. Rồi chẳng phân tích ấy. Nhưng mà cũng có thể là kiểu như là Không biết nữa, nếu mà bạn theo em vì bạn sao? Lâm Bưu bạn ấy có dụng ý nghệ thuật gì trong cái cuộn phim này thì bạn có thể nhắn cho bọn mình. Kiểu cái vì vì sao lại không tặng không vì sao không phải là một tặng chiếc máy ảnh mới mà lại tặng một cái cuộn phim, là tại vì phim là một cái mà lưu giữ một cách nó chuyển. Và tiếp theo Đây. đây là những bức ảnh của một bạn, đây bạn Lâm mệt à? Không. Từ các cái bạn trước rồi sao? Ở đây, đây. Cho mọi người xem. Chúc các bạn đây từ nha. Mình sẽ làm. Chúc các bạn đang xem livestream và cũng như xem clip này được một năm là tiền tài chảy vào như nước, gọi là ào ào luôn, x đôi, x 3, x 10 lần số tài khoản. Em vừa cho các bạn xem ảnh này rồi, thôi chuyển qua một vài đi. Không, từ từ anh đang phải lấy mà. À, thế à? Thì chủ tịch Tinh thì cũng chúc các bạn là tiền đã vào, anh Dương đã chúc tiền bạn vào nhiều rồi, thì anh Ninh sẽ chúc các bạn là tiền ra gọi nhỏ giọt như cà phê phin, gọi là biết cách tiết kiệm rồi biết cách tại vì mọi người phải hiểu là kiếm tiền đã khó nhưng mà giữ tiền lại càng khó hơn, mọi người hai cái đấy luôn phải đi song hành với nhau nha. Thì hai anh chúc câu đấy, thì chúc mọi người sẽ có một chúc nói chung là các bạn follow và toàn thể gia đình các bạn có một năm gọi là vui vẻ, yêu thương nhau, đùm bọc nhau nha. Một chú mèo thần tài thì hãy follow kênh anh mình để nhận được những sự tích cực, những cái điều may mắn và những cái sự vui vẻ nha. Ôi. Địa liên thang lên thiên đấy nào, em nói đi. Thôi anh nói đi. Thôi em nói đi. Thôi. Thôi Đấy. nói đi. Thì đây là một
quyển lịch. Nhưng mà chỉ có một cái lịch của tháng 3 thôi. Chính xác, cái ngày này mới là ngày chính xác. Còn cái ngày mùng 7 tháng 2 là ngày sai. Có cắm điện được không nhỉ? Được. Nhưng mà thôi, tại vì bây giờ ổ điện nó bị xa lắm, mà bây giờ mình bị di chuyển setup lại rất mất thời gian. Đây là đây mọi người cứ tưởng tượng khi mà kiểu điện thoại đâu. Kiểu mà khi có ánh đèn vào ấy thì nó sẽ như thế này. Có đúng không? Không, nó hất từ bên dưới lên. Thế à? Ừ. Đây, 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 nhảy đúng không? Ừ. Đây, nó sẽ dạng như này này. Kiểu các con số nó sẽ sáng lên. Sao tự nhiên ở đây có một ông một bà bế nhau mặc váy? Mình bị nhầm giới tính với cái nhân vật này nhá. Đây, cho mọi người xem. Đề nghị là chuyển thể thành hai người điền ông. Nào, tiếp nào. Hết rồi. Túi cái đấy. Túi nào? Cái đấy. Ơ, túi này không nói sâu rồi mà. Chưa. À, thì đây. Thì... Cái cả cây sống đời này này. À, phải không nhỉ? Cái cây gì nhỉ? Đúng không? Hoa hướng dương. Luôn hướng về dương. Dù mình là một cây hoa. Đây cây hoa như nào, thể hiện cây hoa như nào? Như nào nhỉ? Cây hoa như nào nhỉ? Đây là cái vương miện rồi. Đây là không phải, đây là bông hoa. Đây đây là cánh hoa. Đây là những cánh hoa và mặt trời đây nào? Đừng có trốn. Trốn đâu? Nào, đang xem cái quà này của bạn ấy. Thế đây đây đây. Những bông hoa. Bông hoa luôn hướng về những cánh về hướng mặt trời. Rồi. Đúng rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ok. Hoa này sao thế? Còn đây là cây sống đời. Một cái cây mà sống vô cùng dai. Nó sẽ mọc càng ngày càng cao. Và đây mình sẽ để cái cây này ở trong nhà. Và nó sẽ càng ngày càng phát triển lên. Mình sẽ cập nhật thường xuyên chiếc cây sống đời này cho mọi người xem nha. Cây sống đời nó sẽ mọc cao 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 lên. Mình sẽ check thường xuyên cái cây này. À, không tin nữa. Đây, cái bức thư rất dài mà không nọ. Đâu, đâu, đâu. Đấy, đấy, cái đấy. Không, được cho anh mượn cái đấy nào. Khi mà mình nhận được bức thư này, nó đang trong tình trạng như này mọi người ạ. Đây, mình cứ bảo là hay là bạn ấy đụng vào để mà bảo vệ cái cây gì nhỉ? Bảo vệ cái cây sống đời này, nhưng bên trong thì không. Bên trong thì sẽ có ảnh bọn mình và phía mặt bên này là một cái mã QR. Thì mã QR như sau. Thân gửi nam thần bóng rổ vạn người mê và mặt trời nhỏ bé âm yêu ơi. Em Huy nè. Huy nào? Huy động tất cả sức lực tình yêu để chiếc bánh chưng và những món quà đáng yêu này đến được tay chú Ninh và anh Âm. Không phải Huy trong Hello Huy mà là Huy động. À. Cháu xin thay mặt bạn Lý Mẫn Hách, chủ nhân chiếc bánh chưng. Bạn Thu Trang, người vô tình lụng được chiếc bánh và rất nhiều bạn khác đang mong chờ kết cục của em bánh chưng. Đáng thương, trao trả em về, trở về với gia đình khổ thân cái bánh chưng như kiểu trẻ con bị lạc ấy. Vì không thể liên hệ với chú nên cháu xin phép gửi qua... cháu xin thông báo tiền chuộc của bánh, bao gồm một ăn bánh chưng thật ngon, cười thật to, với hai hình trên hình treo Tết và yêu thương cái cây bé xíu. Chắc chắn rồi, chú đừng hắt hủi nó nhé. Ngoài ra nếu không phiền thì chú có thể báo bình an cho toàn thể nhân viên công ty đang trông ngóng và biết tình trạng của chiếc bánh. Thì trộm vía, chiếc bánh mà hôm trước khi ship về đến tay mình thì nó vẫn gọi là tươi roi rói và nó vẫn bình an vô sự. Và mình đã bóc ra rồi. Mình đã ăn được hơn một ngày. Thì trộm vía là bụng dạ thì vẫn ổn. Số 2, đón Tết thật vui vẻ.
Số 3, chú Ninh, anh Âm và gia đình hai bên thật nhiều sức khỏe, khỏe và luôn bình an hạnh phúc. 4, công ty, em giống như đọc giống như báo cáo ghê ấy. 4, công ty Ninh Dương phát triển một ngày vững mạnh, đoàn kết, gắn bó như người một nhà. 5, luôn thật tích cực, bỏ ngoài tai những lời xấu xa, đáng ghét và quan trọng, luôn an, luôn ổn. 6, không biết cháu và các lao công bảo vệ chăm chỉ khác của công ty có thể xin một buổi gặp mặt thân tình, nồng ấm cùng ban lãnh đạo công ty không? Dù ban lãnh đạo sợ với quy mô và danh tiếng bây giờ buổi gặp mặt hơi lố, nhưng với toàn thể đội ngũ lao công bảo vệ cháu, bảo vệ công ty thì không lố xíu nào đâu. Có tổ chức ở bệnh viện để xỉu cùng nhau, chúng cháu cũng tình nguyện. Mong ban lãnh đạo cân nhắc và sớm cho ý kiến về vấn đề này. Thực ra cái này cháu xàm xí cho đủ 6 điều thôi, chú anh với chú đừng quan tâm. Vẫn, nhưng vẫn cân nhắc nhé. Chắc chắn là điều 6 này là vô cùng thích. Vô cùng thích. Nhưng mà kiểu hơi ngại, hơi cấn một tí. Nên là phải mở ngoặc ra là thực ra là cái này cháu hơi xàm xí. Và thôi bọn chú sẽ suy nghĩ. Trụm vía tỷ lần 6 yêu cầu trên và những điều tốt đẹp có thể đồng hành cùng hai người thật lâu. Gia đình vui lòng chuẩn bị tiền chuộc đúng và đủ theo yêu cầu để chúng ta cùng có một cái Tết ấm no hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ôi, dài quá. Sao đây là thư của bạn ấy gửi cho mình rồi à, chắc là mình sẽ không đọc cái phần này. Mình ok, thì mình sẽ đọc cái phần này sau. Tại vì cũng dài rồi, còn quà gì không? Hết rồi. Đấy, không quên đây là bánh mình mua. Cái bánh đấy mình mua. Thì đấy, đây là tất cả toàn bộ những món quà mà bọn mình nhận được trong cái buổi workshop ngày hôm đấy. Và một vài gần đây mình nhận được. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hình như có một vài quà nữa nhưng mà mình đã bóc rồi sao? Nhưng mà mình không để giữ lại ở đây để mình quay. Kìa. Sao vậy? Tình đồng chí nào. Thì bây giờ là mấy giờ rồi thì có lẽ là chắc là mình sẽ kết thúc buổi livestream tại đây để mà chúng ta có thể đi ngủ. Để ngày mai chúng ta sẽ có một ngày cuối cùng của năm hạnh phúc bên gia đình. Và mình biết là rất nhiều bạn vẫn đang phải dọn nhà, nên là các bạn hãy đi ngủ sớm. Và chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật tốt để lau những cái lỗ ở trên mấy cái ghế gỗ ấy. Và sẽ có nhiều sức khỏe để gói bánh trưng. Nói chung là ở bây giờ thì cuộc sống này thì là sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe là có tất cả. Và chúc các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với Ninh Dương Entertainment. Đây có thể sẽ là clip cuối cùng của năm 2023 và hẹn các bạn ở năm 2024 với nhiều dự án tiếp theo. Bye bye! Yêu la tới mùng 1 ạ, ác thật sự ấy. Thôi, bye bye mọi người nhé, mọi người cũng đi nghỉ đi. Mình chỉ muốn livestream và cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút về những món quà và những cái cảm xúc của bọn mình khi nhận món quà của mọi người thôi. Chúc bye mừng bye. Năm mới, chúc mừng năm mới mọi người nha. Chúc mọi người năm mới nha. Bye 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 bye. Bye bye mọi người, đi ngủ sớm đi. Và hãy nhớ ý là kiểu sang năm mới đi cà phê gặp bạn bè, hãy lấy máy của tất cả mọi người và follow kênh TikTok của Ninh Anh Bùi, của Nguyễn Tùng Dương, kênh Gió Tò Be mang tên Ninh Dương Story, fanpage tên là Ninh Dương Story. Còn dễ nhỉ? Hết rồi. Ok. Nào, hai. Ngon, ngón tay em đâu? Các bạn mặt hai. Ngón tay cơ mà, ngón tay út cơ mà. Follow Instagram, ok. Bye bye các bạn nha, bye bye các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Thì có thể là khi mà các bạn đang xem trên YouTube này
có những cái gọi là góc nhìn của bọn mình nó chưa được chuẩn, tại vì bọn mình cũng đang vừa livestream mà cũng đang vừa quay vlog, nên có thể khi bọn mình dơ cái quà hay là bọn mình nói chuyện tương tác nó chưa được, kiểu dạng như giống bọn mình như người bị lag ấy, kiểu định tương tác với các bạn nhưng mà bọn mình lại nhìn chỗ khác, thì đấy là lý do mà mình vẫn đây vẫn đang livestream đây nha, chứ không phải là mắt mình bị lag đâu. Thì thôi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại trong năm hai nào nói lại. Ok, thì thôi bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại trong năm 2024.